Xin kính chào toàn thể bà con đã quay trở lại với kênh YouTube của Nông Cơ Đức Châu. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục lên những cái video review và báo giá cho bà con một cái lô máy sới, máy đa chức năng chuyên tạp bà con nhá. Máy một bánh một giò này, rồi các cái dòng máy hai bánh lỡ, máy hai bánh hẹp. Lô này là lô chuyên tạp và chuyên lên luống bà con nhá, chuyên sới, chuyên tạp lên luống. Thì em có báo giá trực tiếp trên từng cái mặt máy đây cho bà con đây, và từng mặt máy nhá. Đó, thì bà con cứ xem video các cái dòng máy như một giò hai bánh lỡ này, đó này một bánh này, một bánh này nhá. Đó, một bánh răng ma này công suất 5 ngựa 8 6 ngựa này. Đấy, giá chỉ có 8 triệu 8 thôi. Động cơ UHV máy nghiêng nhá. Đó. Rồi là các con Isuzu, Honda một bánh nhá. Đây, các cái dòng một bánh này thì chuyên dùng cho để vun ngô, vun khoai, vun mía, vun cà chua, dưa leo, măng tây, đậu phộng hay là các cái rãnh nhá, làm la ghim rau màu, nói chung là chuyên tạt và chuyên lên luống, tạo rãnh, đào rãnh nhá, móc rãnh. Thì bà con xem video thì em có báo giá và đánh số từng con máy nhá. Thì cứ xem ưng con nào thì cứ gọi liên hệ trực tiếp với bên em. Số điện thoại thì em để bên dưới phần mô tả video ấy. Số điện thoại là 0326 536 152 nhé. Bà con gọi trực tiếp hoặc kết bạn Zalo. Địa chỉ cửa hàng của bên em thuộc ở huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông nhé. Tỉnh Đắk Nông, nằm trên trục quốc lộ 14. Bà con cứ xem là cảm thấy ok con nào thì cứ báo rồi gọi cho bên em, hoặc là chốt trên video nhé. Đó thì hôm nay thì số lượng cũng chỉ có chừng này con máy. Thì máy một bánh này, một giò hai bánh lỡ, đảo tay quay 360 độ nhá. Đó. Con số 1 là con Honda, Honda RF 315. Con này là giá chỉ có 7 triệu đồng thôi. Honda giá chỉ có 7 triệu đồng thôi nhá, 7 triệu đồng nó mang ship tới tận nhà. Trong tình trạng như thế này. Và bên em sẽ thay dầu nhớt mới này, ở đằng sau này là có một cái bánh lái đuôi. Đó, và sẽ làm sạch sẽ đẹp đẽ nên cho bà con. Bà con thích để trong tình trạng tự nhiên này cũng được, hoặc là thích làm đẹp đẽ sạch sẽ lại thì bên em sẽ vệ sinh sạch sẽ lại hơn nữa cho. Đó, con này thì nó là hiện tại đang sử dụng một cái động cơ máy xéo, máy nghiêng, máy nằm OHV nhá. Đó, động cơ của con này động cơ là 3 ngựa mấy 4 ngựa. Con này động cơ 3 ngựa rưỡi nhá, con này động cơ 3 ngựa rưỡi. Đây, một bánh này. Một bánh đi nhá, một bánh sắt. Bánh sắt này thì nó sẽ đi các cái rãnh đi trên bề mặt bê tông là không sợ lộc cộc, tại vì nó tròn này, nó chưa chạm vào các cái lá. Còn khi mà đi xuống đất lún là cái lá nó bám nhá. Đó, rất là hiệu quả luôn. Đó, động cơ OHV Honda. Tay lái đặc thù của Honda là inox này, có gài côn trên tay này, gài côn trên tay nhá. Đây là cái gài chân trống này, đây là cái gài chân trống này, gài chân trống nhá. Còn đây là tay bóp nâng hạ chỉnh quan thấp tay lái này, tay ga này. Đó thì Honda thì nói chung là nó thứ nhất là phụ tùng thông dụng, thứ hai là cái sự ổn định của nó rất là cao. Con này hiện tại đang đi cái dàn phay là dàn phay trục láp nhá, dàn phay trục láp bà con này, dàn phay trục láp nhá. Dàn phay trục láp này thì thứ nhất là nó cứng, nó khỏe, nó sẽ truyền trực tiếp vào luôn cái hộp số luôn, nên là nó rất là mạnh. Tuy là bốc 3 ngựa rưỡi 4 ngựa thôi nhưng mà rất là mạnh nhá. Giá là đi 7 triệu là bao ship tới tận nhà cho bà con. Con này thì nó sẽ có một bộ sới thôi, hoặc là một bộ tạt, bà con chỉ được lấy một bộ thôi nhá. Nó sẽ có đi hai số tiến này, một hai số tiến này, và một số sới một số tạt nhá. Hai số tiến và một sới một tạt. Đó, rất là ok. Động cơ Honda thì nói chung là nó rất là tiết kiệm nhiên liệu, phụ tùng của nó thông dụng. Con này trục láp thì nó ăn trực tiếp vào hộp số luôn nên là rất là khỏe nhá. Rất là gọn gàng, con này nhỏ lắm bà con. Cực kỳ gọn gàng luôn. Đó, con này thì nó có mấy chục ký thôi ạ, chắc có 40 mấy ký, 50 mấy ký thôi. 50 mấy cân thôi. Đó. Rồi, con số 1 là 7 triệu là bao ship tới tận nhà này. Yeah. Rồi, tiếp tục là con số 2. Con số 2 là đấy thì thương hiệu là Isuzu, máy một bánh của Isuzu. Thì đây cũng là một con máy mà sử dụng cái động cơ đời cao, máy nghiêng, máy xéo, OHV. Con này thì số của nó rất là nhiều, đời cao nhất của Isuzu rồi. Nếu mà nói về một bánh thì nó là đời cao nhất của Isuzu. Đó. Con này công suất của nó là đi 4.3 nhá, 4.3 PS này, 124cc, FE200, FE120 nhá. 4.3 PS, 4.3 ngựa. Đó, FE120 này có mã số, mã code series luôn. Con này thì lốc máy lắc của nó sạch sẽ nguyên. Đó, cực kỳ ok luôn. Động cơ Isuzu OHV đây, máy xéo máy nghiêng OHV nhá. Đây, quay đôi các bạn xem. OHV. Có lọc bụi bằng nhớt này. Đó, máy móc của nó sạch sẽ nguyên. Bình xăng bằng nhựa nhá, bình xăng bằng nhựa rất là sạch sẽ rồi, là không bị sợ, không sợ bị cấn cặn. Số của con này nó sẽ có đi hai số tiến này, hai số tiến và một số lùi nhá, hai tiến một lùi, hai số tiến một số lùi. Nó sẽ có đi hai sới hai tạt nhá, đây đây, sới nhanh, sới chậm sới nhanh, tạt chậm tạt nhanh nhá. Đó là thành đi hai sới hai tạt nhá, thành 4 số đánh. Nói chung là rất nhiều số cho con máy Isuzu này. Con này thì nó cũng rất là gọn gàng của Isuzu. Đây, Isuzu đây, các cái bửng bếp của nó đây. Con này nó sẽ xài 2 sen nhá. Con này ok lắm. Con Isuzu này nó có một cái điểm rất là hay là cái hộp xích này nó có thể tháo tách rời ra hết được nhỉ.
Đó, nhìn thấy bà con nhìn thấy ốc chưa? Khi mình có thể tháo tách rời ra mình có thể vệ sinh và thay bạc đạn bên trong được nhá. Rất là dễ dàng. Đó, và nó rất đảm bảo luôn, rất dễ xử lý tại nhà luôn. Máy móc sạch sẽ, nguyên ốc gác 7 màu hết này. Đó, hơi chảy chảy sơn chứ thôi. Ở trên tay lái này nó sẽ có đi xem nào, gài côn trên tay này, có gài côn nhá, cần gài côn này. Đây là cần nâng hạ cao thấp tay lái này, gài côn này, nhả côn khẩn cấp này. Đó, rồi là đây là chân trống này, đây là chân trống nhá. Còn đây là cần thỏ rùa nhanh chậm, đây là thỏ rùa nhanh chậm. À, con này rất hay luôn. Nó sẽ có đi 2 tiến 1 lùi thì kết hợp với thỏ rùa nhanh chậm đây, là thành đi 4 tiến 2 lùi nhá, 4 số tiến 2 số lùi. Đây là ngắt sới đầu đò này, con này có ngắt sới đầu đò bà con nhá. Ngắt sới đầu đò đây. Khi mà đang tạt, bà con đang tạt nó đang đi nhá, mình bóp cái cần số này cái là nó sẽ dàn phay, nó sẽ đứng lại, nó không quay nữa, là mỗi bánh di chuyển thôi để quay đầu luống nhá. Đó, để quay đầu luống rất là ngon luôn. Ngắt sới đầu đò, tay ga bị vỡ rồi em sẽ thay cho bà con. Công tác ở trên tay luôn. Nói chung là cái bảng điều khiển con này thì nó đầy đủ hết tính năng, ở nằm hết khu vực trung tâm đây. Đó, đầy đủ hết trung tâm đây. Rất là gọn gàng. Isuzu. Máy móc sạch sẽ lắm. Đằng sau này sẽ có một cái cây chống của bánh lái, các tấm cao su của nó bằng da. Isuzu nó thiết kế luôn luôn là bằng da cho các cái tấm chắn này, rất là bền bỉ. Từ khi bền bỉ luôn. Chưa rách dưới gì hết nhá. Ở phía sau đây là có bộ có một là bộ sới hoặc là bộ tạt, bà con thích gắn bộ tạt hay bộ sới là em sẽ gắn cho bà con nhá. Đó. Chung là con này thì giá của nó chỉ có 9 triệu đồng thôi. 2 tiến 2 lùi, à 2 tiến 1 lùi kết hợp với thỏ rùa nhanh chậm là thành đi 4 tiến 2 lùi. Có ngắt sới đầu rò, rồi nâng hạ cao thấp, gài côn, cái nhả côn khẩn cấp. Công tác điều khiển đầy đủ hết trên bảng điều khiển kia luôn. Động cơ UHV FM 120 nhá. UHV máy xéo máy nghiêng. Nói chung con này thì nó là đời cao nhất của Isuzu rồi. Bình xăng nhựa nhá. Đó. Đây. Bánh cao su của nó này chưa bể vỡ gì đâu nhá. Hơi chảy chảy sơn tại vì là cái này nó cỏ nó hay cuốn vào cái bánh này. Đó. Thì bà con kiên trí là bọn em sẽ vệ sinh sạch sẽ, châm dầu hết dầu mỡ cho bà con nhá. Đó. Con số 2 là giá 9 triệu là bao ship tới tận nhà. Rồi, tiếp theo là con số 3. Con số 3 này là một con máy mà đến từ thương hiệu là Zhangma ST5 nhá. Con này thì động cơ cũng máy xéo máy nghiêng OHV, máy nằm OHV. Đây. Máy siêu OHV đây không chưa? OHV, nói chung là dập logo nổi trên này luôn. Công áp của nó rất là sạch sẽ nguyên này. Đó. Xong đây. Đây. Con này là hiện tại đang sử dụng động cơ là 5.5 PS 5,5 nhá. GA160 này, GA160. 5.5 PS, 5.5 PS, 3.6 là căng ti, 5.5 là max công suất nhá. Đây, GA160. Zhangma OHV. Con này đẹp lắm, con này thì ok, sạch sẽ đẹp đẽ. Rồi, giá của nó thì chỉ có 8.8 triệu thôi, 8.8 triệu là bao ship tới tận nhà. Đó, mất cái tem đây. Bánh là bánh sắt nhá. Bánh sắt thì bà con không thích bánh sắt em sẽ thay bánh cao su cho. Nhưng mà thường thường là cái bánh sắt này nó sẽ bền hơn bánh cao su rất là nhiều. Bền hơn bánh cao su rất là nhiều nhá. Đó. Con này thì nó sẽ có gài côn trên tay này. Nhả côn khẩn cấp, gài côn khẩn cấp này, hai cần tách biệt nhá. Rồi là nâng hạ cao thấp này. Nâng hạ cao thấp tay lái, tay ga, gài côn. Con này nó sẽ có đi 2 số tiến nhá. 2 số tiến. Sới nhanh, tạt nhanh, tạt chậm, sới nhanh, sới chậm đầy đủ hết bà con nhé. Con này thì rất là mạnh mẽ. Con này mạnh mẽ ở cái điểm là nó tích hợp sẵn cái hộp số, hộp dàn phay vào trong hộp số luôn. Đó, nó rất là nhanh và mạnh. Nghe gió rất là bự đây. Nhưng mà cái bà con nhìn thấy là cái đuôi, cái con khung sườn của con này thì nó sẽ ngắn hơn con Isuzu kia một chút. Đó, nó rất gọn gàng, nhẹ nhàng. Rồi, động cơ UHV Zhangma. Đó, hiện tại đang đi bộ dàn phay nhé. Bà con không thích bộ phay, em sẽ đổi bộ tạt luống cho bộ chuyên tạt luống nhé. Các cái dòng này thì nó là dòng chuyên tạt vun lên luống rồi. Rồi, Zhangma con này thì ok lắm, phần thao ok, gọn gàng, nhẹ nhàng. Mà giá chỉ có 8 triệu 8 thôi. 8 triệu 8 động cơ là đến 5,5 ngựa. 5 ngựa rưỡi nhá. Có hot vây Zhangma. Bao ship tới tận nhà cho bà con. Ở phía sau đuôi là có một cái bánh lái nhá. Bánh lái đuôi. Bà con thích mua thêm rưỡi rạch hàng chia luống hay là bánh sắt hay là cái gì đó là mua thêm nhá. Rồi tiếp theo là đến một con máy Mitsubishi Mametora 1 giò 2 bánh lỡ. Con này thì cũng là một con máy đa chức năng, tay lái quay 360 độ này. Đó, rồi là có thể nâng hạ cao thấp tay lái đầy đủ hết. Con này thì nó động cơ là cũng 4 ngựa 2 của Mitsubishi Mametora Mitsubishi MC303. MC303 nhá. Đó thì động cơ cũng máy xéo máy nghiêng. Đó.
Con này giá cũng chỉ có 8 triệu rưỡi thôi. 8 triệu rưỡi, bô con này rất là xám xịt rồi, chưa rỉ sét. Đang đi cả bánh lỡ cao su đây. Bà con thích, nó có nhiều lỗ chốt nhá, có nhiều lỗ chốt để mình đưa ra chỉnh rồng ray hẹp vào cho cái cặp bánh này nhá. Rồng ray hẹp vào nhá. Đó, con này sườn xiếc của nó sạch sẽ lắm. Cực kỳ ok luôn. Đó, sườn cực kỳ đẹp đẽ. Con này động cơ chỉ có 4 ngựa 2 thôi. 4 ngựa 2 của Mitsubishi cũng rất gọn gàng. Con này thì có thể làm được sới nhảy, sới cào cào này, có thể kéo được cày trâu này, có thể có được bánh lòng bừa rộng nước này, rồi là có thể tạt luống này, vun luống này. Đó, có thể đi rãnh hẹp, rãnh rộng này. Ở đây hiện tại nó đang đi bộ tạt luống rồi con nhé. Bộ chuyên tạt luôn. Bộ này bộ siêu tạt luôn này. Đó. Bộ này là bộ lưỡi chuyên tạt của nó. Và giò giết của nó đang tươi tán nguyên, chưa có reset này. Cái giò bánh nhá. Dạ, sạch sẽ nguyên này, bà con thấy. Cực kỳ ok luôn. Đây động cơ UHV của Mitsubishi nhá, UHV máy xéo máy nghiêng. Có lọc bụi bằng nhớt mà nó bị vỡ mất rồi, bị bể mất rồi. Hộp xích này có thể đảo chiều để tăng công suất gấp đôi của dàn phanh. Con này thì nó có gài côn này. Đây là gài cái gì ấy, gài ngắt số gì này. Nó nhiều cần trên này, gài côn này, nhả côn này. Tay ga này. Đây là cần gài nhìn gà cái gì nữa. Có nhiều cái đây gài dàn sới, gài dàn phanh trên tay nhá. Gài dàn sới trên tay luôn. Đó, ở phía sau là có bánh lái đuôi. Đó, hiện tại đang đi bộ tạt lốm đây, bộ tạt lốm rất đẹp này. Chưa reset đâu nhá. Giò giết chưa reset. Đó, bộ tạt 6 cánh. Tấm chắn cao su. Rồi. Con Mitsubishi này thì nó đa năng hơn mấy con này, tại vì nó là hai bánh lỡ. Hộp xích có thể đảo chiều để tăng công suất gấp đôi của dàn phanh. Tay lái quay 360 độ, nâng hạ cao thấp tay lái. Và động cơ máy xéo máy nghiêng, tạt luống, sới đất, phay đất, cày đất, lên luống được hết. Dàn phay này của nó có thể tháo tách rời ra để mà kéo cày là cày trâu, có bánh lồng bừa rụng nước nhá, kéo thùng cái remote và có thể làm sới nhảy, sới cầu cào. Nói chung là đa năng, tính năng của nó thì sới, phay, cày, tạt, vun ép đầy đủ hết rồi con nhá. Đó. Đó mà giá con này thì nó chỉ có đi 8 triệu rưỡi thôi, 8 triệu rưỡi là bao ship tới tận nhà nhá, nó thiếu mất cái nắp báo xăng. Đó, 8 triệu rưỡi bao ship tới tận nhà. Rồi ok. Tiếp theo là đến con số 5. 5 này thì là một con máy Honda. Honda đây thì cũng rất thú vị. Đa chức năng, là con máy đa chức năng, đảo tay lên luống 360 độ này. Nâng hạ có thấp tay lái này. Đặc điểm của Honda thì cái tay lái nào bằng inox, bằng inox nhá. Rất là dễ nhận diện rồi. Cực kỳ dễ nhận diện luôn, tay lái bằng inox này. Và con này thì nó cũng rất là gọn gàng, nhẹ nhàng. Các bác lớn tuổi hay là chị em phụ nữ thì đều có thể sử dụng được con máy này, tại vì là nó cái khung sườn của nó, con đây là con Honda F500, Honda F500. Cái khung sườn của nó thì nó lại rất là gọn gàng. Cái tính năng chính của nó đó là sới đất này, phay đất này, cày đất, tạt đất, vun luống, lên luống. Đó, rồi là sới đất này. Rồi là cái dàn phay này có thể tháo tách rời ra nhá để mà kéo cày lật cày trâu, gắn bánh lồng bừa rụng nước, rụng thụt, kéo thùng kéo remote và làm sới nhảy, sới cầu cào nhá. Đều được hết. Con này thì đây cốt là cốt lục giác này, cốt lục giác nhá, trong ngoài lục giác hết, rất là dễ, làm hay tháo tách rời ra được hết nhá. Làm sới nhảy cầu cào thì tuyệt vời, tại vì đây là động cơ 5 ngựa của Honda và nó có côn vi sai chuyển hướng, bóp phải thì chuyển phải này, bóp trái thì chuyển trái này, gài côn trên tay, ô rất trơn luôn. Con này đặc thù của Honda thì nó thứ nhất là nó bền bỉ, nhìn các cái tay inox này rất nhiều năm rồi mà nó vẫn còn sáng như này. Nó nâng hạ chỉnh có thấp tay lái này, nâng hạ chỉnh có thấp tay lái này, quay tay lái 360 độ này, lọc bụi bằng nhớt này. Nói chung con nào thì sạch sẽ lắm, rất là đẹp luôn. Này cực kỳ ok. Hộp xích này cũng vậy, có thể đảo chiều để tăng công suất gấp đôi của dàn phanh. Sơn này sơn zin luôn nhá. Đó. Rồi, bình xăng đây. Con này thì có chỉ có 8 triệu thôi, bao ship tới tận nhà nhá. 8 triệu đồng. Con này bình xăng của nó đây. Đó. Em sẽ vệ sinh sạch sẽ lại cho. Nói chung con này ok lắm. Cực kỳ ok luôn. Thì Honda con này là xài điện ngoài nhá, pin ngoài điện ngoài 100%, pin ngoài điện ngoài 100% nhá, nên bà con yên tâm. Đầu máy bảo hành 6 tháng, khung sườn hộp số bảo hành 1 năm. Bô bên trong là trắng tinh nguyên, hiểu không ạ? Bô bên trong. Cực kỳ ok. Hiện tại con này em đang gắn lắp bộ dàn phay. Con này nhẹ nhàng lắm bà con ạ, rất nhẹ nhàng luôn. Bởi vì là nó là cái động cơ 5 ngựa mà cái sườn nó rất gọn, nó gọn lắm. So với các cái dòng khác thì nó rất là gọn luôn. Hiện tại em đang gắn bộ sới nhá, bộ sới đất mới tinh luôn, để cho bà con yên tâm, đỡ phải suy nghĩ rằng là liệm sới cũ hay là rỉ sét nhá, không phải lo. Rồi, bánh lái đuôi.
Rồi, con Honda này thì nói về cái độ bền của nó thì một cái gì đó nó chắc chắn và cứng cáp, tại vì tất cả mọi thứ đều sử dụng bằng sắt và bằng thép hết, inox hết. Đó, rất là bền bỉ. Đó thì đầu máy là sử dụng pin ngoài điện ngoài 100%. Thứ hai nữa là bảo hành 6 tháng đầu máy, khung sườn hộp số bảo hành 1 năm nhé. Ok bà con. Bà con thích đi rãnh hẹp, tạt luống rãnh hẹp, con này vun ngô vun khoai rất nhẹ nhàng mà giá chỉ có 8 triệu đồng là bao ship tới tận nhà thôi. Trong tình trạng như này, bà con muốn hẹp nhất cho cặp bánh cao su này thì bà con mua thêm cặp bánh sắt hẹp đấy nhé. Hẹp nhất của nó là đi 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 nhé, tùy chỉnh. Rồi ok, con số 5 giá 8 triệu bao ship tới tận nhà. Bà con đó, Honda đẹp đẽ lắm. Con này nó sẽ có đi 2 số tiến và 1 số lùi nhé, 2 tiến 1 lùi nhé bà con. Rồi ok, tiếp theo là đến con số 6, đây là một con máy đến từ thương hiệu là Iseki. Các cái dòng AR này thì rất là mạnh, bền và mạnh. Nó sản xuất ra là chuyên để tạt và sới. Nó không làm được sới nhảy cò cào, nó không kéo được cày trâu, nó chỉ kéo được cày chia luống, bộ tạt và bánh sắt nhá. Con này thì tạt luống thì rất là ok luôn, tại vì là tay lái nó quay 360 độ. Gọn gàng, nhẹ nhàng, nhưng mà động cơ đến 6 ngựa 2. Rất gọn gàng luôn bà con. Bà con nhìn so sánh với con máy 5 ngựa này của Honda với lại con Iseki này, Kawasaki này. Con này Honda 5 ngựa thôi nhưng mà nó lại sườn nó lại dài và nhìn thấy con này rất nhiều đúng không ạ? Nhưng mà con này nó sản xuất ra để chuyên để đi rãnh hẹp nhưng mà lại hai bánh lỡ cao su nhá. Đó, bô inox này. Đúng chưa? Bô inox đặc thù của dòng con Kawasaki Iseki này. Kawasaki FM 170 động cơ 6.2 PS nhá. FM 170 này, đúng chưa? FM 170. 6.2 PS, UHV. Con này thì phần trong của nó đẹp đẽ lắm, dây giật đấy thì ok luôn, xanh lè xanh liệng luôn đấy. Lốc con này thực sự là còn rất ok đó, mọi chi tiết của nó dường như là còn gọn gàng, chưa có reset gì nhiều. À, nó mất cái lọc bụi bằng nhớt, nó bị vỡ tại bằng nhựa nó hay bị mất quá. Đây, bánh cao su đây, bánh răng cao su đây nhá, chuyên đi rãnh hẹp này nó chỉ tầm khoảng 20 phân, nếu ở gang tay đầy là 20 phân, chuẩn 20 phân mà con nhé. Đó, chuẩn 20 phân cho cái cặp bánh này. Rất là gọn gàng luôn, hẹp luôn. Đó thì nếu mà bà con trở mặt cái bánh này, bà nhìn thấy đây, bà con có thể trở mặt lại nhá, nó sẽ hẹp tầm khoảng 15 phân nữa, còn hẹp hơn nữa cơ. Rồi, động cơ OHV đây. Động cơ OHV nhá, OHV. Máy xéo, máy nằm. Bộ chế là sạch sẽ nguyên, được chưa? Đó, rất ok luôn. Rồi là lốc máy đây. Con này thì giá nó có số 6 này giá chỉ có 9 triệu đồng thôi là bao ship bà con nhá. 9 triệu đồng thôi. Bô inox có thể quay 360 độ này, có thể quay lên trời, có thể quay xuống chỗ nào cũng được hết nhá, ở trong ra ngoài được hết nhá. Đó, cực kỳ đẹp đẽ luôn. Mà giá nó chỉ có 9 triệu đồng thôi. Đó, này có gài côn trên tay này, gài phay trên tay, gài côn trên tay, tay ga trên tay, công tắc trên tay. Con này nó sẽ có đi 2 số tiến 1 số lùi nhá, 2 tiến 1 lùi. Có nâng hạ chỉnh có thấp tay lái này, rồi tích hợp sẵn ở trên tay luôn. Quay tay lái 360 độ này, ô con này đầy đủ luôn. Ở một cái cài này luôn mà con nhá. Đó, nói chung là bảng điều khiển nó nằm hết ở đây. Hiện tại thì nó đang đi bộ dàn phay. Đây bà con nhìn thấy bộ dàn phay này. Đúng chưa? Bộ dàn phay đây của nó đây. Dàn phay rim nguyên bản nguyên. Thì bà con thích bộ dàn phay thì em sẽ lắp bộ phay, còn thích tạt thì em sẽ lắp bộ tạt nhá. Hoặc là mua thêm bộ tạt để sẽ bán thêm cho. Đó, các tấm chắn phía sau đây. Rất ok. Rồi. Con này thì con số 6 này thì giá chỉ có 9 triệu đồng thôi là bao ship tới tận nhà. Một con máy mà gọn gàng, chuyên tạt luống vun ngô, vun khoai hay là vun mía hay là vun rãnh hẹp ấy nhá. Thì mấy con này thì cực kỳ ok. Đó, mà chỉ có 9 triệu đồng thôi là bao ship tới tận nhà. Đó, nhẹ nhàng gọn gàng, đa năng, tạt vun sới hoặc là chia luống rạch hàng nhá, thì dùng con này thì cực kỳ ngon. 6 ngựa 2, máy còn đẹp. Đó. Rồi, tiếp theo đến con số 7 này. Con số 7 là một con máy mà đến từ thương hiệu là Mitsubishi Mametora Mitsubishi. Động cơ là động cơ máy xéo máy nghiêng 6 ngựa đời cao nhất của Mitsubishi. Động cơ là OHV GM180 6 ngựa nhá. Hepper đây thì là đây cũng là một con máy mà nó chuyên sản xuất ra, bên Nhật người ta sản xuất ra để chỉ để tạt luống thôi. Lại vì là đang gắn một cái bộ là bánh răng hẹp này cao su nhá, còn ri nguyên và một bộ dao chuyên tạt này, bộ dao chuyên tạt nhá. Đó. Đây bà con nhìn thấy là cái này nó khoảng cách của cái này nó chỉ tầm khoảng 40 phân thôi. Cái máy này chắc cũng không tới 40 phân đâu. Không tới 40 phân đâu. Cái này bửng này thì nếu mình có thể nâng hạ cao thấp này, đúng chưa? Đó, mình bẻ lên này, nâng hết xuống, bẻ hết xuống này. Nó chỉ tầm khoảng 40 phân thôi bà con nhé. Rất hẹp và gọn gàng. Nhưng mà công suất đến 6 ngựa. Đó thì đây là cái tư thế mà tạt truyền thống, chuyên tạt của Mitsubishi.
con này Helper, đây này Helper này K65N nhá. Đó, Mitsubishi đấy thì giá của con này thôi để quay chi tiết đã, thông số đã. Đây. Động cơ Mametora này, OHV Mametora GM180, công suất là 6 ngựa nhá, 6.0 VS là max công suất, căng ti là 4.5 nhá. Đó. Lọc bụi bằng nhớt này, bụi chế trắng tinh. Rồi là hộp lốc này, đúng chưa? Đấy thì là một cái khối liền lạc luôn. Tại sao nó sản xuất là chuyên tạp, là chuyên lê luống? Là vì là nó tích hợp sẵn hộp số, dàn phay là ăn xích vào trong hộp số luôn. Nó sẽ tạo ra một cái vòng tua cực kỳ mạnh và nó sẽ không có đợi kỳ, nó không có chuyển kỳ qua các cái xích, sợi xích hông nữa. Đó, ăn trực tiếp luôn, nên là cái vòng tua của nó tạt cực kỳ mạnh mà con nhá. Cực kỳ mạnh luôn. Và đây bánh xích, bánh gai đây. Bánh gai bằng răng nhá. Chưa bể vỡ gì hết. Còn rất ok. Liên lạc. Đó, bà con thích mua bánh cao su thì em sẽ bán thêm. Còn thích hẹp hơn nữa mình trở mặt lại nhá, nó sẽ hẹp từ khoảng 15 phân. Hiện tại tổng khoảng 20 phân của con nhá, 20 phân. Đó, hẹp hơn nữa thì nó khoảng 15 phân, 10 phân, 15 phân gì đó. Giống như máy một giò luôn. Rồi, con này thì có gài côn trên tay này, gài côn trên tay này, tay ga này, công tác này. Rồi là đây là một cái cần AK, đây là cần ngắt sới gài sới bị gãy mất rồi. Đây là cái cần ngắt sới gài sới nhá, trực tiếp trên tay luôn. Đây là nó sẽ có đi con này nó sẽ có đi hai số tiến và một số lùi. 2 tiến một lùi này. 1 2 tiến và một số lùi bên này nhá. Này lùi. Thì kết hợp với thỏ rùa như chậm đây. Thỏ rùa như chậm đây là thành đi 4 tiến 2 lùi nhá. 4 số tiến và 2 số lùi. Đó. Và đây có số nhanh chậm của số tạp nhá. Nhanh chậm của số tạp đây. Rất nhiều số để mình lựa chọn. Đó thì đây là dòng sản xuất ra để chuyên tạp nên là cái công suất và vòng tua của nó thì rất là mạnh mẽ. Đó. Đấy thì bà con cứ xem video thì cảm thấy mà ưng cái dòng nào. Nói chung con này mà nếu mà vun mì á thực sự ra nó chỉ là động cơ 6 ngựa thôi, nhưng mà cái vòng tua của con này là cực kỳ cao. Vun mía hay là vun ngô, vun khoai lang á, vun lúa khoai lang hoặc là vun gừng. Đó thì những cái con này nó sẽ rất là gọn gàng và nhẹ nhàng cho mình. Dễ quay đầu, đặc biệt là nhẹ nhàng đi trong các luống hẹp mà công suất lại mạnh nhá. Đó mà hộp số lại cao, lại to và lại cứng cáp nữa. Đó, nó không phải như một bánh thường thường là cái hộp số rất là nhỏ. Đó, và độ bền của nó không được cao bằng các cái dòng máy mà hộp số này. Đó, đây là dòng chuyên tạp, tại sao là người Nhật họ thiết kế là các con máy hai bánh lỡ và hộp số nó nhỉnh hơn các cái dòng máy một bánh này là như vậy. Rồi, giá của con này chỉ có 10 triệu đồng các con nhá. Công suất 6 ngựa OHV GM180 6 ngựa. À, con số 7 giá là đi 10 triệu đồng, nó bao ship tới tận nhà cho bà con nhá. Đằng sau có một cái bánh lái đuôi. Đó. Hiện tại đang đi bộ tạt luống. Rồi, con này thì ok lắm bà con. Nói chung là nó là một con máy chuyên tạp và chuyên lên luống, chuyên xẻ rãnh. Đó, vun hàng, tách hàng nhá. Rồi ok, 10 triệu đồng thôi, bao ship tới tận nhà. Bộ biếc xám xịt đây. Được chưa? Lốc máy đây. Rất ok luôn. Rồi tiếp theo là đến một con máy cuối cùng, con máy số 8 là một con máy răng ma Flamingo tay vòng cung. Nói về cái độ khỏe của con máy này thì nó cũng là rất là mạnh mẽ, tại vì nó tích hợp sẵn dàn phay trong hộp số luôn, chứ nó không truyền qua các cái dàn xích hông hoặc là không có 2-3 sen gì hết á. Ăn trực tiếp vào trong dàn hộp số luôn nhá. Nó tạo ra một cái lực tạt cực kỳ, nói chung là lực tạt trực tiếp luôn. Đó. Đây, con này thì dòng con máy răng ma tay vòng cung. Răng ma OHV GA160 nhá. Công suất là đi 5.8 PS này. À con này cũng 5 ngựa rưỡi. Thực ra 5 ngựa rưỡi với 5 ngựa 8 thì nó cũng không khác gì nhau đâu bà con, nó đều sử dụng động cơ GA160. Nó hãm cái chế độ ga lại nhá. Nó hãm chế độ ga lại, như là nó sẽ giảm công suất lại, nó sẽ thành 5.5. Mình xả ga ra đây. Công suất GA160 này đúng chưa? GA160. Đó, đều là GA160. 5.8 hết nhá, 5.5, 5.8 là như nhau. Đó. OHV răng ma chỉ là nó hãm giữ định mức lại thôi, mình xả ga ra một chút là nó sẽ mạnh như 5.8 nhá, như 6 ngựa luôn. Đó. Rồi. Con này thế đấy, động cơ OHV nói chung là cũng đều đặn, đẹp đẽ sạch sẽ như này. Rồi là đây, con này thì dàn phay nó sẽ ăn trực tiếp vào trong hộp số này. Các con nhìn thấy dàn phay ăn trực tiếp trong hộp số nhá. Đó, dàn phay đây. Hiện tại đang đi bộ chuyên tạp. Đang đi bộ chuyên tạp nhé. Bộ chuyên tạp 4 cánh. Bộ chuyên tạp 4 cánh. Rồi, răng ma. Thì con này thì thực ra nó cũng không được đẹp lắm đâu, cũng bình thường. Nhưng mà nó còn sạch sẽ như này thì còn rất là ok rồi. Đó, rất ok. Giá của nó thực chất ra nó chỉ có 8.900.000 thôi, là bao ship nhá, tới tận nhà. Đó, con này nó sẽ có đi hai số tiến này, hai số tiến một số lùi.
một sới một tạt nhá, tại vì nó ăn trực tiếp dàn phay, nó không cần phải hai sới hai tạt, một sới một tạt cực kỳ mạnh mẽ. Có ở đây là cái nâng hạ có thấp tay lái này, gài côn khẩn cấp này, nhả côn khẩn cấp này, tay ga này, công tác này đó. Thì phía sau có bánh lái đuôi. Con này thì cứ ở này thì em có sơn lại một chút nhé, sơn lại một chút đó. Nhưng mà bà con thích con này thì em sẽ giảm giá xuống cho bà con một chút để cho dễ mua đó. Tôi nói thẳng thắn để cho dễ mua rồi. Ok, cảm ơn bà con rất là nhiều vì đã quan tâm video. Thì đây là hôm nay là em có báo giá trực tiếp và chia sẻ rõ ràng từng con máy cho bà con. Ví dụ như bà con chưa muốn biết chi tiết hơn nữa thì em sẽ quay lại và kết bạn Zalo, em sẽ quay lại trong video trong Zalo cho bà con nhé. Đó, cứ gọi trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo đấy, vậy cho dễ. Đó, các cái dòng một bánh, nói chung là còn nhiều dòng nữa, không phải đơn giản là các cái dòng này, còn rất nhiều dòng nữa. Đây là các con máy mà bọn em nó hoàn thiện để chuẩn bị gửi cho khách. Đó, đầy đủ hết đây bà con nhá. Đó thì các cái tính năng của mấy con máy này thì nói chung nó thiên về sới và tạt và vun lên luống thôi. Bà con làm tính năng gì, đi rãnh hẹp hay đi rãnh rộng, hay là đi sườn đồi hay dốc hay là như thế nào thì cứ gọi cho bên em sẽ tư vấn cho bà con nhé. Số điện thoại là 0326 536 152. Đấy nhá bà con. Rồi, cảm ơn bà con rất nhiều vì đã quan tâm video. Rồi em chào bà con ạ.